14 năm qua, nói đến đặc sản ngon nước tiếng Việt Nam là phải nói đến đệ nhất heo tóc quay lưu chặt mẹt. Tại sao đặc sản đệ nhất heo tóc quay lưu chặt mẹt của Quán Ngon vẫn luôn dẫn đầu bảng xếp hạng những món đặc sản ngon nổi tiếng của Việt Nam? Không những làm mưa làm gió cho cộng đồng người yêu ẩm thực trong nước mà còn nhận được rất nhiều đánh giá tích cực từ các chuyên gia ẩm thực nước ngoài. Trong đó có Sonny Sai là YouTuber kênh Best Ever Food Review Show nổi tiếng số 1 tại Mỹ. Khởi nguồn cho loạt hương thơm quyến rũ này là nhờ Quán Ngon áp dụng kỹ thuật quay lưu thủ công kết hợp cùng công thức tẩm ướp độc quyền. Trước khi nướng, đặc sản được quét đều nước sốt thấm đẫm hai mặt, giúp món ăn đậm đà hương vị thảo mộc. Nhắc đến Quán Ngon, không thể bỏ qua một dịch vụ độc nhất vô nhị, chuyên phục vụ những thưởng khách xanh, hình thức gia món có 102 bằng lưu nóng. Đáy lưu được lót ít than hồng giữ nhiệt, đầu bếp sẽ là người giao và trình bày món đẹp mắt ngay tại nhà khách. Đảm bảo độ ngon, nóng của đặc sản vẫn được giữ nguyên, chuẩn chất lượng như dùng tại nhà hàng. Khi thưởng thức, thực khách sẽ cảm nhận được lớp da giòn tan, vàng ươm bắt mắt. Phần thịt thì cực săn chắc, ít mỡ, ngọt lành, đặc trưng của giống heo tộc thả rông. Mẹt heo được xếp đầy ắp cùng các loại rau rừng như lá cóc, nhái, đinh lăng, xả xì, húng lũi, ngò ôm. Chấm thêm ít móng tôm Thanh Hóa, lại càng hòa quyện vào nhau, nhẹ nhàng khẽ nuông chiều vị giác. Một con heo 2,6 kg được Quán Ngon chế biến làm 3 món. Ngoài thịt da quay lưu, đặc sản này còn được làm thành 2 món khác là lòng dồi hấp và lẩu khoai sọ béo bùi dành cho 4-6 người dùng no nê đó nha. Mời cả nhà mình lên đường trải nghiệm thực tế món đặc sản này ngày hôm nay nhé.